Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao thưởng cấp nhà nước. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đến dự. Thời gian qua, hoạt động thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật, gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực sự là động lực để các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng đã phát huy đúng vai trò trong việc động viên khuyến khích các tập thể cá nhân lao động sáng tạo. Đặc biệt là khen thưởng chuyên đề đột xuất cho các tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đấu tranh phòng chống tội phạm, sân kiến cải tiến kỹ thuật với tỷ lệ khen thưởng ngày càng cao. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm qua, từ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã tạo sức mạnh giúp tỉnh An Giang vượt qua khó khăn để có một năm 2021 tương đối thành công. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích xuất sắc đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo để đóng góp về sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của tỉnh An Giang thời gian qua. Qua đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục nêu cao quyết tâm thi đua hơn nữa, vượt qua khó khăn trở ngại. Càng khó khăn thì càng phải thi đua để đưa phong trào thi đua tỉnh nhà lên tầm cao mới. Bên cạnh đẩy mạnh thi đua thì phải tập trung nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, khen phải đúng, khen phải trúng, tránh khen thưởng tràn lan, khen thưởng hình thức. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị cần phải nêu cao trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đối với công tác thi đua khen thưởng, bình xét đúng, đúng việc, thực sự khách quan, dân chủ, chính xác, đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các quy trình của thủ tục khen thưởng. Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn dạy, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong tình hình khó khăn như hiện nay, chúng ta càng thấm thiết lời dạy của người, cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước. Dù khó khăn gì cũng phải khắc phục, nhiệm vụ gì cũng phải hoàn thành tốt. Nếu chúng ta làm tốt những điều Bác dạy, tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm và đồng lòng của toàn đảng bộ và chính quyền, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, An Giang chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 mà chúng ta đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh cần tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống, có mục tiêu thiết thực, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, hình thức tổ chức phải đa dạng, phong phú, tạo sự hấp dẫn, thu hút được đông đảo mọi người tham gia, kịp thời tổng kết những phong trào tự phát trong nhân dân để nhân rộng, bồi dưỡng, phát triển thành những phong trào lớn mang lại hiệu quả cao trong xã hội. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh An Giang đã trao bằng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 13 cá nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huân chương lao động hạng nhất cho một tập thể, một cá nhân, huân chương lao động hạng nhì cho 4 cá nhân, huân chương lao động hạng ba cho 2 tập thể và 24 cá nhân, cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.